Tèo à, mới không gặp có 3 ngày mà sức mạnh của ngươi cũng tăng lên nhiều đó. Anh hùng bảo vệ trái đất, sao không mua một cái quần nguyên vẹn để mặc vậy? Còn chó ở cuối sớm mới cắn tao đó. Thằng xeo mất dịch, trốn lại là mày có dám đánh lộn tiếp hay không? Dám sao không? Người dám sao ta? Hãy nhận lấy tiền tiêu của ta đây. Cái quần rách thêm miếng nữa trời. Mọi người có chửi hay không? Chửi, để ta làm lại. Goku, ngươi đã thua rồi. Sau khi ngươi chết, trái đất này sẽ thuộc về ta. Cái chiêu ngươi sử dụng vừa rồi là gì vậy? Trước khi chết có thể cho ta biết tên của nó được không? Bay Đa Chui Nhui. Mà Bay Đa Chui Nhui là gì vậy? Là Bay Đá Chuối Nhủi. Anh Quang cái tính cứ trẻ con vậy hoài, sao bảo vệ chị heo được trời? Đâu, em thấy anh Quang mạnh mẽ hả? Chị thấy cái người mạnh mẽ với lại lạnh lùng nhất trong team này chỉ có một mình thằng Thanh thôi. Phải lạnh lùng, phải lạnh lùng. Nhưng mà cái miệng hơi hô, không có đẹp trai cho lắm. Vậy, bà mới hô á, cùng gái cùng đứa, nói chuyện vô gì được chứ. Bởi vậy tới tuổi này đâu có ai thèm để ý đâu. Có tại. Ê, trong team này mày có thể nói ai hô cũng được, nhưng đừng có nói tới bé heo. Nhắc nhẹ mà vậy thôi nghe xéo. Vô quýnh lộn tí rồi mày, tao vừa mới được hồi sinh cho con. Ê, thôi tao lại mày Goku ơi, mày đừng có hồi sinh nữa được không? Mày đánh thắng tao á thì tao chết luôn. Mỗi lần tao đánh thắng mày được hồi sinh thì tao của cô mà nhân vật chính, mỗi lần chết là tao được hồi sinh liền. Đừng có nói nhiều nữa mày ơi. Nhân vật chính cứ hồi sinh hoài vậy trời. Tao sợ mày lắm rồi. Anh Vinh, anh Vinh. Ủa, cái này là cái gì đây? Goku à, bực ngáo lại đi em. Ê, ủa cái này cái áo mưa của anh mà đứa nào lấy ra đây vậy? Thằng xeo lấy đó anh. Xeo đó anh. Thằng xeo đó anh. Ủa, trong nhóm này làm gì có thằng nào tên xeo? Anh đâu có nhận thành viên mới đâu. Nó đó anh, nó nè. Ủa, anh hỏi ai lấy áo mưa? Dụ như em lấy thì em giơ tay lên nói anh Vinh ơi em lấy thì thôi, chứ mắc gì em im ghe vậy? Em đang tập tính lạnh lùng để cho mấy đứa con gái nó mê. Con gì là lạnh lùng đó hả? Dạ. Ủa trời, cái mặt vẽ cái gì lên trên này vậy trời? Chỉ để em cosplay anh. Cosplay ai? Hả, thằng Cell. Cell trong Goku á, anh biết đâu. Trời, dưa hấu người ta không có ăn rồi, em lấy trái dưa em làm gì trên đầu em phí đồ ăn quá vậy? Trời, đâu có đâu anh. Ruột dưa hấu á thì tụi em chia gan hết trơn rồi. Em chỉ lấy cái vỏ nè, để làm cái đầu cosplay á. Rồi ở không quá, ở không quá thì giờ gần Tết nè, tới đây cống hiến ý tưởng để cho cả team quay clip coi. Nó... ngày 28 Tết nè, mua heo đất về đập heo lì xì đến đây. Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Heo đi anh. Cái thời gian này đập heo còn hơi sớm. Muốn đập heo là phải 30 Tết hoặc là mùng 1 Tết nó mới đúng bài chứ, đúng không các bạn? Kiếm cái ý tưởng khác đi. Cận cận Tết thường mình làm cái gì? Anh Trinh. Ở ngoài chợ bây giờ người ta bán bông quá trời luôn á. Mình quay clip bán bông giống như Tết năm trước đi anh. Em á, anh đứng tim anh chết là mày á. Vậy từ từ rồi nói thôi. Hồi năm trước bán bông rồi thì năm nay bán bông nữa ai đâu mà coi. Phải suy nghĩ một cái ý tưởng khác nó đỉnh hơn, nó mới lạ hơn. Ê ngáo ngáo ngáo, ở dưới chợ dưới có bán dưa không em? Có anh, hình như có 9-10 ngàn ký à, rẻ lắm. Đó, mua dưa về rẻ lên bán. Ở trong team này
này có ai biết vẽ dưa hấu không mà đồ vẽ vẽ dơ? Trời ơi, em biết vẽ nè chứ sao. Vậy là Ngọc biết vẽ, vậy là Ngọc sẽ cùng với mình vẽ lên mấy quả dưa rồi bán nha các bạn. Tụi mình sẽ thực hiện một cái ý tưởng, đó là mua một mớ dưa hấu về thả lên tàu heo chạy lòng vòng dưới sông bán cho cả cái xóm này luôn. Rồi, rồi mày ve không à? Mày đứng ở đây rồi cái tự nhiên có dưa hấu cho mày hả? Để mua dưa hấu cho. Rồi đi mua đi. Ê cơ, nhớ gỡ cái mũ ra nha mày, chạy ngoài đường chết luôn á. Rồi mấy tim nữ em coi đi lấy màu đi. Màu nhũ vàng nha. Rồi đi đây. Ê Tiên, đừng có đẩy chị á Tiên. Em có đẩy gì đâu. Sao bệnh đi, chặt quá nè. Gì chứ Phương? Cái nhà kho có chút xíu à mà ba bốn đứa vô kiếm cọ. Thôi bây giờ vậy đi, chị chia việc nhau ra làm cho tiết kiệm thời gian nè. Dạ. Trước tiên á thì mình thu âm cái tiếng rau đi bán dưa hấu. Đứa nào đi làm? Để em làm cho. Thôi, chị bị ngọng, nói người ta khó nghe lắm. Mày nói chị bị ngọng, chắc mày không bị à? Nhưng mà em bị ít, ví dụ em bị ngọng có 5 đi, chị bị ngọng tới 10 lận. Phương ơi, con đi thu âm cái tiếng rau giùm chị đi. Cưng là người có kinh nghiệm nhất trong nhóm này rồi đó. Dạ, để em lo cho. Kiếm tiếp nè. Ê mà khoan đi mấy đứa ơi. Dạ. Mình vẽ dưa hấu á là mình phải cần màu nhũ vàng. Mà ở đây không có rồi. Heo, con đi lên chợ mua giùm chị đi. Dạ. Rồi kiếm cỏ màu chị Thảo. Bé Heo. Hả? Đi đâu hả? Tôi đi mua đồ. Sao không? Cũng không sao đâu. Tôi đi lên chợ nè mua màu nhũ vàng vẽ dưa hấu. Vậy bà đứng ở đây đi, để tôi lấy xe chở bà đi ha. Ừ. Trời đất ơi, sao mỗi lần Tết tới á, không biết văn độ xe từ đâu tới đây, phá làng phá xóm vẫn biết nữa. Ủa, bà không thích độ xe hả bé Heo? Sao mà thích được, độ xe chỉ thỏa mãn được đam mê cá nhân thôi, còn lại là không có lợi ích nào nữa hết trơn á. Mà chưa kể nha, chạy xe độ ngoài đường á, là bị công an giao thông bắt nữa đó. Quân Mẫm, tao độ xe xong rồi nè. Tao mới độ cho mày bao tay, cầm nè, thuốc nè. Lên cho mày thêm cái bình bông mai với cái lọc chậu luôn. Được, tao thích. Chắc không, chắc không? Chắc. Chắc không bé Heo? Cun Hu nói giỡn. Đừng có giỡn gì Cun Hu. Tao kêu mày đổ xe làm gì? Mấy chiếc xe này xe của ai á, không phải xe của tao à. Mày đừng có giỡn vậy, bé Heo không có thích. Quen giáo sư, mình là người có học thức, thời gian học còn không đủ nữa, rảnh đâu mà đi độ xe, phải không? Ủa Quang, mày nói gì hả? Xe này mày mua rồi mày kêu tao độ mà, rồi sao giờ mày nói không phải xe của mày? Ê, mày không hiểu thiệt hay mày cố tình không hiểu để làm bẻ mặt tao vậy? Ừ? Thấy cái phản ứng của bé Heo như vậy. Ê, bé Heo đi đâu kìa Quang? Rồi xong luôn, mất cơ hội tao chở bé Heo đi mua đồ luôn rồi. Xuống mày, trả xe đây. Để tao thử cái con chiến mã của tao coi. Nghe ra mày. Nè, đổi nón vô đi. Đây. Ê, chạy từ từ nghe, xe này mạnh lắm đó. Tao thích mạnh vậy đó. Ừ. Điểm bao giờ nghe, nghe. Được, được, tao thích. Trời ơi, sao cái xe này nó mạnh dữ vậy? Kiểu này phải trả về đầu viên gấp mới được. Dưa hấu Cưng ơi. Dưa hấu này 1 ký nhiêu tiền vậy? 10.000 ký hả Cưng? Vậy chị lựa em trái nào tròn tròn đi vậy? Ừ, Cưng mua về làm gì? Dạ em mua về em tập trẻ tới em bán. Ừ, trái này tròn đẹp nè Cưng ơi, lấy trái này đi. Chị lấy giùm trái này luôn đi. Ừ. Trái này 4 ký 40 ngàn hả Cưng ơi? Rồi chị thối Cưng 10 ngàn rồi, chị cảm ơn Cưng nha. Chị im đi. Ừ. Ủa? Mấy đứa đâu mất tiêu hết trơn chạy. Không thấy ai hết vậy? Mình vẽ thử mà, bao nhiêu màu này đủ rồi Ngọc ơi. Cọ nè. Đây đưa em. Trái dưa hấu này tròn, vẽ chữ lên chắc đẹp dữ lắm à. Ê, thắng
mà dưa hấu về kìa. Ủa khoan, dưa hấu Tết mày không mua, mày mua dưa hấu bình thường ăn chi vậy? Ai biết đâu, ra chợ thấy người ta bán loại này không à, có thì rẻ đi. Trời ơi, cái thằng này thiệt chứ. Tết này rẻ chữ gì lên trái dưa hấu trời. Để suy nghĩ một cái, Tết người ta thường dùng từ gì ta? Dạng sự như ý nè. Ăn khang thanh dưỡng nữa đó. Phát tài phát lộc. Trái dưa hấu có chút xíu hả mấy anh chị ơi. Tết này người ta thường vẽ mấy chữ như là phúc, lộc, thọ hoặc là tài. Ai đâu mà vẽ chữ nhẫn. Ngọc, Ngọc. Cái gì mày? Ông cố nội tao tên Lộc á. Mày vẽ chữ lộc lên trái dưa hấu đi. Để nữa tao mang về chưng trên bàn thờ. Trời, rồi để tao luôn. Ừ. Cái mặt nó đẹp á. Rồi chữ lộc ha. Ừ. Vẽ từ từ thôi, còn nhiều thời gian lắm. Rồi quá đẹp. Hay lắm không? Phải thêm đi. Chứ đổ còn ai hết trơn rồi. Trời. Bằng mắt vậy. Không biết sao mà mấy bạn fan nữ nhí trên kênh Tony TV, Crush Online mày trên mạng, tao không hiểu nổi luôn á. Họ không có biết á, mày ở ngoài đời dũng dễ vậy đâu. Giỏi quá, vô đây vẽ nè mày. Tránh ra. Trời, em biết vẽ dưa hấu Tết luôn hả Thành? Đâu có, em phủi kim tuyến dưa ở trên trái dưa hấu ra nè. Trời ơi, đồ tao. Ờ ha, nãy giờ Phương thu âm có mấy câu à, mà một tiếng mấy đồng hồ rồi chưa xong nữa. Ở tiền con lên phòng thu âm con nhìn coi Phương có ngủ chảnh không. Dạ. Xuân năm nay đến bao nhiêu câu chúc, chúc gia đình nhà nhà luôn hạnh phúc. Phúng lại vậy, em biết đọc chữ này không vậy? Hạnh phúc. Thằng lại câu đó. Chúc gia đình nhà nhà luôn hạnh phúc. Em hát thêm đọc vậy. Dạ em hát. Đây nè, nhìn cái miệng anh nè. Hạnh phúc. Hạnh phúc. Nhớ dở hay chứ. Em hát lại câu này cho anh nghe. Hạnh phúc. Đó, nhìn cái miệng người ta rung rung kìa. Rung giọng là kỹ thuật tối tân trong lĩnh vực ca hát đó em. Em hát tiếp đi. Hoa mai đua sắc, cùng giờ rực đón xuân, hy vọng một năm mới luôn. Ê, em biết đọc chữ không vậy? Rạo rực. Rạo rực sao em hát dạo rực? Em thấy mấy ca sĩ nổi tiếng trong showbiz hát vậy không á? Hồi dở. Em cứ hát giống anh đi. Nhìn kỹ cái miệng của anh hát cái chữ rạo rực nè. Rạo rực. Sao khó vậy anh Tý? Hát lại đi. Hoa mai đua sắc, cùng rạo rực đón. Hồi nãy hai đứa nó đi hô ầm tiếng rạo bán dưa hấu đúng không? Đúng rồi. Mẹ nó hát dở rồi, mà sao nó thích vậy, mấy đứa hát hay dữ chạy. Ê, từ từ, có lót cây chuối vô không? Chuối vô trước đây. Mẹ anh đi. Tẩy thì khoan, tẩy thì xuống sông quá không? Rồi rồi, rồi đây, để anh tiếp cho, để anh tiếp cho. Để cái đống gom này xuống cây. Để xách cây chuối này lên đây. Tàu này nó nặng lắm, phải dùng đòn bẩy gì đó. Để cho nó xéo xéo cái hướng bên đây chút xíu nè. 2, 3. Đúng rồi. Trời ơi, tét chuối luôn rồi ông nội ơi. Nặng quá trời nặng. Ok, bắt nhau không? Bắt nhau không? Lao không? Tao phải để xa xa ra không? 1, 2. Rồi, 1, 2, 3. 1, 2. Trời ơi, trời, giặt cái chuối luôn rồi trời. Rồi lấy chuối lên. Nhanh lên, xe tải tao qua không được. Rồi, để xuống. Từ từ, có chân kẹt tay nha. Trời ơi, nước sao mà nó mau rút dữ người ta. Mới hồi nãy nước nó lớn ngang với chỗ lục bình à, mấy đứa thấy bụi lục bình này không? Dạ. Giờ nó rút xuống đâu 1 mét nữa rồi. Kiểu này sao mà hạ con tàu heo xuống được. Anh Vinh ơi, anh đang vẽ chữ gì vậy? Anh đang vẽ chữ lộc nè. Nãy giờ em thấy chữ lộc cũng nhiều rồi đó. Anh vẽ mấy chữ đôi á, như tài lộc nè, thịnh vượng. Mà anh vẽ nhỏ nhỏ lại thôi cho đủ trái dưa hấu. Rồi được thêm một chữ lộc nữa nè Ngọc ơi. Chắc chữ lộc này là chữ lộc cuối cùng đó. Rồi em coi quét kim tuyến ra đi. Rồi đây để em. Cái màu nhũ vàng này nè nó lâu khô lắm. Em cứ quét từ từ thôi nha. Dạ. Rồi chai này. Trời ơi. Anh Vinh ơi,
giờ mình vẽ chữ vô trái dưa hấu nè, rồi mình bán giá làm sao anh? Một ký mình lấy về là 10.000, mình sẽ bán ra là 15.000 đồng một ký. Như cái trái này đây 6 ký đây, mình mua vào 60.000, mình bán ra 90.000, coi như là cái công mình viết chữ này nọ là 30. Má anh ta chạy bình thường rồi, chỉnh chỉnh hồi sao cho hết chạy luôn đi. Báo à. Ê, đây đây. Chuyện xuống. Chuyện xuống. Chuyện chưa xuống. Đây đây. Chuyện xuống đây. Lẹn nhau. Trái có đầu 4-5 ký chưa nhiều. Đó. Thấy chưa. Đây. Đó. Xuống đi tới anh. Nè. Lên đi anh Ngáo. Ủa gì mới đây đổ vậy hả? Mệt chứ mày. Thằng ơi. Chụp cái này là Ngáo. Chụp cái Lộc Nam. Dạ dạ từ từ chạy em xíu. Trái này 5 ký á. Đây. Anh nhìn xem nổi chưa hả? Ôi anh Ngáo. Chỗ này sắp đi, đẹp. Được không mày? Được không mày? Trời ơi, nhìn mấy người mệt mỏi quá, tập tạ cho dữ vô. Giữ nó nè. Thảy đi, chuyện cái gì? Chưa thảy kìa anh nhìn. Thôi, thảy gì mà thảy mày ơi. Anh nói gì vậy? Hai người này chụp được, chẳng lẽ em chụp không được? Anh thảy xuống đây cho em chụp cho anh coi nè. Chắc không? Chắc không mày? Đi tính luôn. Mình ơi, trời ơi, 1, 2, 3, thảy nhẹ nè. Chúng đi thằng nào, đéo đi đi. Ê, đâu hả, đi đâu hả? Ước thì đi lên kia. Lên lấy đồ đi mày ơi. Mẹ ơi. Lên lấy đồ của anh á. Lên lấy đồ. Trời ơi, trời ơi, xình không ơi trời. Rồi, hết 20 mấy trái dưa hấu rồi đó anh em ơi. Dạ. Đây, lên hết chiếc tàu này cho anh. Kéo vô, kéo vô. Anh nhìn, anh nhìn. Không được đâu anh ơi. Cái gì? Cái tàu này 5 người rồi. Nguyên team mình mà xuống là chìm tàu đó anh ơi. Có lý anh ơi. Bây giờ anh sao? Anh lên đi anh ơi. Giờ 5 người bán thôi. 5 người bán là chắc ăn bán được không? Được rồi, không được anh. Lần này là lần cuối nghe chứ bà ngoại mệt dữ lắm rồi nghe. Bán dưa hấu Tết có dễ chữ. Ai không mua xuôi cả năm. Làm ăn không phất lên nổi. Bán dưa hấu Tết có dễ chữ. Ai không mua xuôi cả năm. Chị ở đây coi kìa chứ hấu. Tắp vô. Ê. Mua dưa hấu hả cô? Dưa hấu ngon không? Dạ ngon. Rồi chữ gì với chữ gì vậy? Dạ nhiều chữ lắm cô hai. Nhiều ơi, chữ cô lắm cô. Lựa trái nào cũng được. Đúng rồi. Vậy mấy đứa lựa hai cặp dạng sự như ý đi. Lựa trái tròn á nghe. Đây đây đây, như ý nè, như ý nè. Đâu đâu. Nè trái như ý nè. Rồi lấy con đưa em nghe. Nè nè nặng quá. Cái này nặng lắm cô hai ơi. Phụ em cái gì đây. Lửa cho nó đồng á. Dạ. Căng lên nè. Căng lên. Đây như ý đây nha. Nhiều ký đây. 6 ký nha. Rồi 90.000. Để chân tết đó, đựng cho cái cuốn. Dạ dạ. Rồi. Ơi, để cuốn em ơi. Ừ, 4 trái luôn. Đừng trả tiền luôn. 4 trái luôn. 4 trái luôn. Trời ơi. Ờ 4 trái. 10 bạn mà người ta mua tận 4 trái luôn bạn. Thôi cô hai chờ xíu cô hai để tụi con cân lên cái. À, tổng cộng của cô hai 4 trái là 20.5 ký. Nhưng mà tụi con tính 20 ký thôi là 300.000. 300 phải không? Vậy dạ. Bớt nửa ký ha. Dạ. Ở đây. Để đếm coi đủ tiền lẻ không? Đếm tiền đi anh, đếm tiền. 100. 100 nè. 200. 250. Thôi nghe, chứ không thôi là mắc thối tiền đó. Dạ, đổ em ơi. Dạ, con cảm ơn cô hai. Bán dưa hấu Tết có dễ chữ. Ai không mua xuôi cả năm. Ôi, cái này là quỳnh nhiều lắm nha Ngọc, lái được em. Để tắt máy cho Thành nó dẹp. Thành gì dẹp đi em ơi. Ai mua dưa hấu nè, ghé lại mấy đứa ơi. Mưa giúp anh ơi. Tao qua đây nè. Bán dưa hấu gì mà chạy quá trời chạy luôn. Mà tôi chạy theo không kịp. Chạy sát người đây ngay. Để lên anh ơi. Kéo vô. Dạ dì Nguyên ơi, dì Nguyên chọn trái nào? Rồi để dì Nguyên xuống lựa đi. Dạ, dạ. Lựa cho trái tài lộc đi. Chọn này trái này tròn đi chứ ơi tròn. Ừ, lựa trái này cho tròn đi, đừng có lựa mà méo. Dạ dì Nguyên yên tâm. Tụi con lựa mấy trái đều đều cho. Trái này hả? Ờ trái này 7 ký luôn. 7 ký. Rồi 7 ký. 7 ký. Tiếp đó đi. Rồi tới trái tài nè. Trái tài này hả? Trái tài này 5 ký rồi. 5 ký rồi. Rồi tính tiền đi. 12 ký rồi. 12 ký rồi. Con lấy chẳng cho gì 13 ký luôn. Trời ơi bắt mà bớt không bớt còn thêm nữa. Bớt đi ba ơi, đừng có lên. Dạ vậy con lấy chẳng cho gì 12 ký. Vậy đi. Rồi. Rồi ok. Rồi nè bỏ trái tài vô em ơi. Rồi 12 ký 180 gì ơi. Đây tiền nha. Dạ tiền. Rồi cảm ơn anh ơi. Dạ. Đây, 180.000, là chị Thảo giữ tiền đây. Ok, rồi dân cảm ơn gì? Đưa lên cho Dì Nguyên luôn đi Quang. Dạ con gửi luôn về. Chúng mấy đứa đi mua mai cũng đắt. Dạ, cảm ơn Dì Nguyên.
ơi, nhà chị cũng chưa có dưa hấu nữa, mình mua dưa hấu đi. Dưa hấu, dưa hấu. Xuống dưa. Chị đừng nghe mấy dưa hấu kìa. Mấy chú máy đi. Này. Dưa hấu phụ chị đi mấy đứa ơi. Lên trên ngồi đi quay. Dưa hấu bán sao vậy em? Dạ là 15 nghìn một ký đó chị. Ờ còn chú Phát không vậy? Còn chú Phát hả? Chú Phát. Đây đây đây, chú Phát này. Đây đây đây, đây, đây. Mở để lên, để luôn. Lên 6 ký nha các bạn. Rồi rồi, bỏ cho bọc, bỏ cho bọc, bỏ cho bọc. 6 ký 90 ngàn nha. Thế em dễ thương, anh bán 6 ký 60 ngàn thôi. Mày mê gái gì vừa tao mày. Cái nào rồi cái đó chứ. 1 ký 15 ngàn, 6 ký 90 ngàn mới đúng mày ơi. Đúng rồi đó. 90 ngàn. 90 ngàn. Anh Thanh à, anh có bán gì hấu thiếu không anh Thanh? Cái gì? Bán thiếu trời ơi, cái này anh bán buồn tết nhất tới nơi rồi mà mua thiếu sao được em. Đúng không rồi được rồi. Rồi. Không thiếu em ơi, đi về nhà xin tiền mẹ đi rồi lại đây anh bán cho. Phải rồi mẹ ơi, tết nhất tới nơi tao đâu bán thiếu được, hỏi tào lao tụt khơi đúng không à. Anh Trên! Giờ này anh vẽ mấy cái trái dưa hấu này rồi ai đâu mua nữa. Có gì để sáng mà vẽ rồi tụi em đem đi bán cho anh ơi. Biết rồi đại ca ơi. Ê rồi ngày hôm nay mấy đứa bán được nhiều không vậy? Vậy gì? 30 trái luôn đó anh. Rồi được 2.250.000 rồi các bạn. Sớm mình á thấy vậy chứ. Người ta bán dưa bình thường với chân tết mà. Ít có ai vẽ lên dưa năm bán năm. Tuy mình có vẽ lên dưa nè. Bởi vì bán tắt rồi phải rồi. Ồ, anh lên ý tưởng là anh đã tính sẵn rồi. Sớm này toàn là mua dưa về xong rồi dán chữ tài chữ lộc lên không à. Chứ đâu ai vẽ đâu. Mình mua về 10.000 đồng một ký thì mình vẽ xong mình bán là 15.000 đồng. Rồi, mấy đứa thấy cái đống dưa anh Vinh vẽ sẵn để cho đống gom đó không? Dạ. Là mấy trái dưa đó anh vẽ cho mấy đứa đem về nhà chưng tết đó. Dạ. Mấy được mấy trái anh? Mỗi bạn một trái thôi, lấy đi. Xong hết rồi đúng không? Rồi gom gom về đây để mà tạm biệt các bạn nè. Thì mọi người cũng thấy vlog bán dưa hấu tết của Team Tony ngày hôm nay đã kết thúc. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng và dồi dào sức khỏe. Hẹn gặp các bạn ở vlog tiếp theo. Nhưng cho mình hỏi một câu, thắc mắc chuyện này từ lâu, là sao ngày tết càng đến người lớn lại thêm lo toan trong đầu. Bởi vì do lucky money, luck luck lucky money, vậy sao mà ba và má còn cứ băn khoăn chi. Hai ta cùng thay bằng nhiều việc tốt, con giúp ông bà trồng cây và tiết tót, em giúp anh chị tập rap và hát cùng Captain Boy sao cho xuân năm nay thật deep.